Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 4, phép nhân đa thức. Sách giáo khoa môn toán lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 19 nào. Rồi, như vậy thì sau khi học xong cái bài này thì chúng ta sẽ biết được tích của hai đa thức. Bây giờ mình sẽ vào bài toán mở đầu này. Giả sử độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật được biểu thị bởi M này, cạnh M này, X cộng 3y cộng 2 và n này là x cộng y. Khi đó thì diện tích của hình chữ nhật biểu thị bởi sẽ là gì nhỉ? M nhân với n đúng không? Đó. Vậy thì m là bằng này, n bằng này. Như vậy chúng ta sẽ nhân hai cái biểu thức đó với nhau. Như vậy thì trong cái tình huống này thì chúng ta phải nhân hai đa thức m và n. Và cái phép nhân này được thực hiện như thế nào? Và kết quả của nó có phải một đa thức hay không? Và trong cái bài học này thì chúng ta sẽ có câu trả lời. Và chúng ta sẽ gặp lại cái này sau khi các nội dung lý thuyết của nó đã thực hiện xong. Mình sẽ gặp ở trong phần vận dụng các em nhé. Trước hết mình sẽ cùng tìm hiểu về nhân đơn thức với đa thức. Em nào mà bị quên á, chưa nắm kỹ được thì hãy xem lại bài số 1 đơn thức, bài số 2 là đa thức. Rồi, ta sẽ vào này, nhân hai đơn thức với nhau này. Để nhân hai đơn thức thứ nhất này, 8 x mũ 2 y z, và cái đơn thức thứ hai này, âm 1/4 x y, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, các em đặt đơn thức thứ nhất, đơn thức thứ hai, nhân thì sẽ có dấu gì? Dấu nhân. Như vậy khi nhân đây chúng ta sẽ thấy này, phần số này của đơn thức thứ nhất là 8 này, phần số của đơn thức thứ hai là âm 1/4. Chúng ta nhân phần số với nhau này. Được chưa? Đây, phần biến này, biến của nó này, nhân với biến của anh này. Ok. Và khi nhân lên này, 8 nhân với âm 1 là 8, 8 chia cho 4 thì bằng 2. Đây có dấu trừ. Ok chưa? X mũ 2 nhân x là x mũ 3. Y nhân với gì? Y nhân với gì? Y là y mũ 2. Và z này này, chúng ta giữ nguyên này. Như vậy thì nhân vào sẽ được là trừ 2 x mũ 3 y mũ 2 và z. Rồi, và qua cái ví dụ trên mình có thể rút ra một cái nguyên tắc nhân hai đa thức, hai đơn thức với nhau như sau. Muốn nhân hai đơn thức thì ta nối hai đơn thức với nhau bởi một dấu nhân, rồi bỏ dấu ngoặc nếu mà có. Sau đó chúng ta thu gọn. Ok. Được chưa? Vậy thì các em sẽ đọc thêm ví dụ 1 để biết được cách mà nhân hai cái đơn thức này này. Đấy. Được chưa nào? Rồi. Chúng ta sẽ đến với cái bài luyện tập 1 nha. Nhân hai cái đơn thức. Luyện tập 1. Câu A. Đơn thức thứ nhất là 3x mũ 2. Đơn thức thứ hai là 2x mũ 3. Như vậy thì nhân hai cái đơn thức này thì chúng ta sẽ đặt cái gì? Hai đơn thức này nối với nhau bởi dấu gì? Dấu nhân. Được chưa? Vậy thì sẽ bằng gì nhỉ? Phần số này của đơn thức thứ nhất là 3. Số của đơn thức thứ hai là mấy? 2. Được chưa? Được chưa? Rồi, nhân à, phần biến này của đơn thức thứ nhất là x mũ 2. Phần biến của đơn thức thứ hai là x mũ 3. Ok. Rồi, vậy các em nhân lên. 3 nhân 2 là 6. Nhân cho x mũ 2 nhân cho x mũ 3 thì bằng x mũ 2 cộng 3. Vậy thì sẽ là 6x mũ 5. Được chưa? Tương tự như vậy câu B. Trừ xy và 4z
mũ 3. Đấy, như vậy các em cũng thực hiện. Ở đây sẽ là âm mấy? Âm 1, đúng không? Trừ đây này, thì sẽ là âm 1 nhân cho phần số của anh này là mấy? 4 nhá, đừng quên nhá. Rồi, nhân cho phần biến của anh này là x, y. Nhân cho phần biến của anh này là z mũ 3. Được chưa, được chưa? Âm 1 nhân với 4 là âm 4. Nhân cho x, y, z mũ 3. Được chưa? Xong nhá. Tương tự như vậy, câu C. 6, đơn thức thứ nhất là 6x y mũ 3. Đơn thức thứ hai là âm 0,5 x mũ 2. Rồi các em cũng thực hiện tuần tự. Phần số đơn thức thứ nhất là 6, phần số của đơn thức thứ hai là âm 0,5. Đấy, hai cái này chúng ta cho vào một cái ngoặc nha. Rồi, nhân cho phần biến của đơn thức thứ nhất là x y mũ 3. Phần biến của đơn thức thứ hai là x mũ 2. Đến đây kịp chưa? Kịp không? Kịp không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ nhân vào. 6 mà nhân cho 0,5. 6 mà nhân 0,5 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Lấy máy bấm cho nhanh. 6 5 30 quá. Chắc 3,0 à. Đúng không? 6 nhân 0,5 bằng 3. Như vậy đây sẽ được là mấy? Là 3. Nhưng mà đây là dương nhân âm thì là một số, số âm nhá. X nhân với x mũ 2 thì sẽ là x 1 cộng 2 là x mũ 3. Y mũ 3 giữ nguyên. Được chưa? Đấy, các em nắm được chưa nào? Qua cái phần luyện tập 1 này chúng ta đã vững về nhân hai đơn thức chưa? Rồi, sang cái hoạt động tiếp theo, chúng mình cùng đến với hoạt động số 1. Hãy nhớ lại quy tắc nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức. Người ta yêu cầu nhớ lại cái quy tắc đó trong trường hợp chúng có một biến, bằng cách thực hiện phép nhân. Đó, tức là gì? Chúng ta nhớ lại về quy tắc nhân. Nhân gì? Nhân đơn thức với đa thức. Như vậy thì quy tắc nhân ở đây chúng ta đã nắm ở lớp mấy rồi? Lớp 7 đúng không? Nhân đơn thức với đa thức, ta lấy đơn thức này nhân với từng hạng tử của gì? Của đa thức. Lấy cái đơn thức này này nhân với từng hạng tử của cái đa thức này. Được chưa? Rồi, vậy thì ở đây người ta yêu cầu là gì? Nhân cái đơn thức 5x mũ 2 cho cái đa thức là 3x mũ 2 trừ x trừ 4. Chúng ta sẽ lấy cái anh này nè, đơn thức này nhân với từng hạng tử của anh này. Được chưa? Sẽ bằng nè, 5x mũ 2 này nhân cho hạng tử thứ nhất là x 3x mũ gì? Mũ 2. Được chưa? Đến đây được chưa? Được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp theo đây có dấu gì? Dấu trừ. Thì mình lại lấy 5x mũ 2 nhân cho ông nào đây? Hạng tử thứ 2 là x. Được chưa? Tiếp theo có dấu trừ. Lấy 5x mũ 2 nhân với 4. Được chưa? Vậy giờ các em chỉ việc nhân lên thôi. Đây là nhân đơn thức cho đơn thức rồi. 5 với 3 là 10, 15. X mũ 2 nhân x mũ 2 là x mũ 4. Trừ 5 nhân với 1 là 5. X mũ 2 nhân x là x mũ 3. Trừ 5 nhân 4 là 20. X mũ 2. Dễ không? Rõ chưa? Rồi, hoạt động 2, bằng cách tương tự hãy làm phép nhân. Đó, tức là gì? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng lại nhân đơn thức này với đa thức này. Rồi, tiếp tục nha. 5x mũ 2y
Đây, hoạt động 2. 5 x mũ 2y nhân cho 3 x mũ 2y trừ xy trừ 4y. Các em cũng sẽ lấy đơn thức này nhân với từng hạng tử của đa thức đây. Rồi, lấy 5 x mũ 2y nhân cho 3 x mũ 2y. Tiếp theo, trừ 5 x mũ 2y nhân với gì? Nhân với hạng tử thứ hai là xy. Trừ cho 5 x mũ 2y nhân cho 4y. Được chưa? Đến đây nắm được chưa nào? Rồi, nắm được rồi đúng không nào? Vậy thì đây là nhân đơn thức với đơn thức. 5 x 3 bằng 10, 15. X mũ 2 nhân x mũ 2 là x mũ 4. Y nhân với y là y mũ 2. Trừ cho 5 x với 1 là bằng mấy? 5. X mũ 2 nhân x là x mũ 3. Y nhân y là y mũ 2. Trừ cho 5 x 4 là 2, 20. X mũ 2 này không có thì nhân cho 1 là x mũ 2. Y nhân với y là y mũ 2. Rồi, có rút gọn được gì nữa không nhỉ? Rút gọn được gì nữa không nhỉ? 15, 5, 20. Đấy, như vậy thì ở đây mình sẽ làm sao? Mình sẽ làm thao nhỉ? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Như vậy thì mình để như này cũng được. Hoặc là chia tất cả những cái này cùng chia cho mấy? Cùng chia cho 5 này. Để chúng ta rút gọn nó xuống nữa cũng được. Còn không chúng ta cứ để như này nhé. Ok chưa? Rồi. Như vậy qua hai hoạt động này thì chúng ta sẽ có một cái gì đây? Một cái quy tắc được rút ra. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích lại với nhau. Đúng chưa? Đúng chưa? Đấy. Ô văn kề nhá. Như vậy thì bạn vuông bạn nhấn này, tích của một đơn thức với một đa thức cũng là một đa thức. Như vậy thì cái tích mà chúng ta tìm được này chính là một đa thức nha các em. Được chưa? Tích chúng ta tìm được ở hoạt động 1 cũng như ở hoạt động 2 đây này. Đấy, đây đều là một đa thức nha. Ok nhá. Tích của đơn thức với đa thức thì cũng sẽ là đa thức. Rồi các bạn xem thêm cái ví dụ số 2. Người ta thực hiện nhân một cái đa thức này với nhân đơn thức này với đa thức này. Đấy. Rồi. Áp dụng nó mình sẽ làm phần luyện tập 2. Luyện tập 2 người ta cho này. Luyện tập 2. Thì yêu cầu cái gì? Xy đơn thức đúng không? Xy nhân cho gì? Nhân cho x mũ 2 cộng xy trừ đi y mũ 2. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức này với từng hạng tử. Đấy, làm trong hoạt động 1 và 2 rồi. Sẽ là gì? Xy nhân cho x mũ 2 cộng xy nhân cho xy trừ xy nhân cho gì? Y mũ 2. Rồi các em nhân vào thôi. X nhân với x mũ 2 là x mũ 3 y cộng x mũ 2 y mũ 2 trừ cho x y mũ 3. Ngon chưa? Khá dễ dàng nhá. Rồi, câu B. Ở đây người ta đảo ngược lên thôi. Đây cũng là nhân một đa thức cho một đơn thức này. Như vậy nhân một đơn thức với một đa thức cũng giống như một đa thức với một đơn thức thôi. Được chưa? Tức là tính chất giao hoán của phép nhân ấy. A nhân với B thì cũng bằng B nhân gì? Nhân A. Đấy. Hiểu không? Hiểu không? Rồi. X Y cộng Y Z cộng cho Z X nhân cho trừ X
y, z. Đấy. Như vậy chúng ta cũng sẽ lấy cái gì? Lấy đơn thức này này nhân với từng hạn tử của cái đa thức này. Được chưa? Rồi, sẽ bằng cái gì đây? Các em viết cái nào trước cũng được. Tùy ý, đúng không nào? Ta sẽ lấy này, x y này nhân cho này trừ x y z. Tiếp theo này cộng này y z này lại nhân cho trừ x y z cộng cho z x này nhân cho trừ x y z. Rồi giờ chúng ta chỉ việc nhân vào thôi. X âm nhân với dương đây chắc chắn phải là một số âm này. X nhân với x là x mũ 2, y nhân y, y mũ 2, z giữ nguyên. Cộng cho, cộng với trừ thì đây lại thành dấu gì? Dấu trừ luôn này. Cộng với trừ, cộng nhân với trừ, tức là âm nhân với dương sẽ là một số, số âm. Được chưa, được chưa? Rồi. Y này nhân với y đây sẽ là y mũ 2 này. Z nhân với z này là z mũ 2 này. X giữ nguyên này. Được chưa? Rồi. Đây là cộng với trừ thì cũng lại là một số gì? Trừ. Z nhân với z là z mũ 2. X nhân với x là x mũ 2 và y. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Đó, xong nhá. Rồi. Đến phần tiếp theo đó là phần vận dụng. Người ta yêu cầu rút gọn cái biểu thức này. À như vậy thì để rút gọn được cái biểu thức này thì làm gì? Mình sẽ thấy này, đây là nhân một đơn thức cho đa thức, nhân một đơn thức cho đa thức. Đấy, các em cứ tuần tự chúng ta làm thôi. Có gì khó không? Có gì khó không? Rồi, như vậy thì ta sẽ có, viết nó ra. X mũ 3 nhân cho x cộng y trừ x nhân với x mũ 3 cộng y mũ 3. Rồi các em nhân vào thôi. Sẽ bằng lấy đơn thức nhân với từng hạng tử. X mũ 3 nhân x cộng x mũ 3 nhân y. Được chưa? Trừ x nhân x mũ 3. Được chưa? Đằng trước có dấu trừ này thì đây chúng ta, à xin lỗi, cái này không bỏ ngoặc, cộng cho x nhân y mũ 3. Đó. Rồi bây giờ vào việc thôi. Đây là x mũ 4 cộng cho x mũ 3 y trừ cho x mũ 4 cộng x y mũ 3. Đấy, như vậy thì chúng ta có thể rút gọn nó. Đây có x mũ 4, đây x mũ 4 nhóm nó vào nè. Phải không, phải không? Trong bài trước mình đã làm hai em này cho vào chung một, một chuồng. Rồi, đây có dấu cộng, cộng cho x mũ 3y cộng x y mũ 3. Đấy, như vậy anh này là gì? Còn gì nữa đâu, đúng không? Vậy thì đây chỉ còn là x mũ 3y cộng x y mũ 3. Xong chưa? Đây là điều mình rút gọn. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến với nội dung 2, nhân đa thức với đa thức. Như vậy đây, người ta lại yêu cầu cái gì? Nhớ lại quy tắc nhân hai đa thức một biến bằng cách thực hiện phép nhân sau. Hai đa thức một biến hoạt động 3. Rồi, vậy thì mình sẽ lấy cái gì nhỉ? Từng hạng tử của đa thức này nhân với, nhân với anh kia. Đấy. 2x cộng 3 nhân cho, nhân cho gì? X mũ 2 trừ 5x cộng 4. Như vậy thì mình sẽ lấy 2 đây này nhân với cái đa thức này, sau đó lấy 3 nhân với đa thức này. Được chưa?
Hiểu không? Hiểu không? Hiểu hiểu chưa đã nào? Hiểu chưa đã nào? Rồi bây giờ mình sẽ lấy 2 đây nè, nhân với từng từng cái hạng tử của anh này nhá. 2x nhân x trừ cho 2x nhân với gì? 5x cộng cho 2x nhân cho mấy? Nhân cho 4. Đến đây được chưa đã nào? Rồi, vậy thì anh này anh là hạng tử thứ hai của cái đa thức này này là dấu cộng. Chúng mình sẽ cộng. Bây giờ lại lấy anh số 3 nhân với từng hạng tử. 3 nhân x mũ 2 trừ 3 nhân 5 x cộng 3 nhân 4. Giờ mình chỉ việc gì? Nhân vào và thu gọn thôi. 2x mũ 2 trừ 2 nhân với 5 là 10, x nhân x là x mũ 2 cộng 2 nhân 4 là 8, x cộng cho 3 nhân x là 3, 3x mũ 2 trừ cho 3 nhân với 5 là 10, 15x cộng cho 3 nhân 4 là 10, 12. Rồi đến đây thì mình lại nhóm những thằng đồng gì? Đồng dạng với nhau. Mũ 2 này, mũ 2 này, mũ 2 này. Đấy. Mấy cái thằng mũ 2 đó đưa nó vào một chuồng. Ây từ từ, từ từ, từ từ. Thằng này phải mũ 2 đâu. Wow, wow, wow. Xem nào, xem nào. Tự nhiên mình đây thằng này phải mũ 3 chứ. X mũ 2 mà. Đấy, 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 chết thật. Rồi. Đấy, tí nữa thì chết nhá. Như vậy thằng này sẽ là x mũ 2, x mũ 3. Được chưa? Vậy anh này là gì? Một mình một cõi thì viết ra đây. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ có những anh x mũ 2 đây này đưa vào với nhau nè. Trừ nè. 10 x mũ 2 cộng 3x mũ 2 trừ, còn trừ nữa không nhỉ? Không có đúng không? Hết rồi, x mũ 2 hết rồi, hết rồi. Rồi đây là có 8 này. 8 với 15 cộng cho 8x trừ 10, 15x. Rồi anh này cũng một mình một bóng. Được chưa? Bằng 2x mũ 3. 10 cộng với 3 là mười mấy? 10 cộng 3. Từ từ để thầy xem lại cái chỗ này coi. Chỗ này là cộng 3x bình, đúng rồi, đây đằng trước có dấu trừ. 10 cộng với 3 là 13. Như vậy thì đây là trừ bao nhiêu? Trừ 13 x mũ 2. Có 8 mà nợ tới 15 thì đây sẽ là nợ 7 cộng cho 10, 12. Ok. Được chưa các em? Như vậy đây sẽ là 2x mũ 3 trừ 13x bình trừ cho 7x cộng cho 10, 12 nhá. Xong chưa? Đấy. Rồi, tương tự như vậy thì mình lại thực hiện hoạt động 4. Bằng cách tương tự hãy làm thử phép nhân. Đó. Như vậy đây, 2x cộng 3y, anh này có tới mấy? 2 biến này các em. 2 biến này. Biến x biến y nhá. Rồi, hoạt động 4. 2x cộng 3y nhân cho x mũ 2 trừ 5xy cộng 4y mũ 2. Rồi mình cũng lại làm gì? Lấy từng hạng tử này nhân cho, đúng không? Sẽ bằng này, hạng tử thứ nhất 2x nhân x mũ 2 trừ 2x nhân 5xy cộng 2x nhân 4y mũ 2. Rồi đây có dấu gì? Dấu cộng. Cộng tiếp, bắt đầu lấy hạng tử thứ hai 3y nhân x mũ 2 trừ 3y nhân cho 5xy
cộng 3y nhân cho 4y mũ 2. Được chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ mình nhân vào thôi. 2 nhân với x nhân x mũ 2 là x mũ 3 trừ 2 nhân 5 là 10, x nhân x là x mũ 2y cộng 2 nhân 4 là 8, x giữ nguyên y mũ 2. Rồi, cộng cho 3 nhân 1 là 3 y x mũ 2 trừ cho 3 nhân 5 là 15, y nhân y là y mũ 2 x cộng cho 3 nhân 4 10, 12 y nhân y mũ 2 là y mũ 3. Ok chưa? Được chưa? Bây giờ mình mới lại đi nhóm những thằng nào có chung và một chuồng. 2x mũ 3 này có không? 2x mũ 3 có x mũ 3 đâu nhỉ? 2x không có. Như vậy 2x mũ 3 này không có anh nào để nhóm với nó, đúng không nào? Thì để nó ra ngoài. 2x mũ 3 để ra ngoài. Giờ 10xy này, x bình y, x bình y có không? Không có, x bình y không có. Xy bình, à đây x bình y này, hai này có này này. Đấy, đúng không? Đây là y x bình nè. Vậy thì nếu đặt đây là dấu gì? Dấu trừ, thì đây sẽ là, sẽ là gì? 10 x bình y. Ở đây được dấu cộng thì mình phải là gì? Trừ cho. Bởi vì đây đặt trước dấu trừ rồi thì đây phải trừ cho 3 y bình y x bình thì cũng là x bình y đúng không? Đó. Còn nữa không? Hết rồi đúng không? Tiếp theo đến x y bình này. X y bình anh này đúng không? Cộng cho 8 x y bình trừ đi 15 x y bình. Hết chưa? Hết rồi, giờ còn anh này lẻ loi một mình 12 y mũ 3. Đến đây được chưa nào? Đến đây được chưa? Được chưa? Đến đây được rồi phải không? Rồi, bây giờ mình sẽ là gì? Thu gọn nó thôi, sẽ bằng 2 x mũ 3. 10 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 7. 7 đây có dấu trừ thì sẽ là cộng. Cộng 7 x bình y. Có 8 mà nợ 15 thì sẽ còn nợ 7. Vậy thì đây sẽ là trừ, trừ cho 7 x y bình cộng cho 10, 12 y mũ 3. Hết chưa? Chuẩn chưa nào? Đó, như vậy có ý kiến gì nữa không? Ý kiến gì nữa không nhỉ? Xong nhá. Rồi, như vậy thì qua hai cái hoạt động 3 và 4 này thì mình sẽ rút được ra này. Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các kết quả với nhau. Đấy. Như vậy mình đã làm ở hoạt động mấy rồi? 3 và 4 rồi đúng không nào? Chú ý nè. Chỗ gần nhà thầy người ta đang xây dựng nên nó hơi ồn tí nhá. Phép nhân đa thức cũng có các tính chất tương tự như như số, giao hoán này, A nhân B bằng B nhân A, kết hợp này, tính chất phân phối phép nhân với phép cộng này. Và trường hợp thứ hai, nếu ABC là những đa thức tùy ý thì chúng ta cũng có thể thực hiện nè. Ok chưa? Rồi, sang phần ví dụ 3. Đây, ở ví dụ 3 này, trở lại tình huống mở đầu, chúng ta thực hiện phép nhân. Như vậy thì gì? Kết quả của phép nhân này, đây là một đa thức rồi nhá. Như vậy đây người ta đã giải cho mình rồi, ở ví dụ 3 này. Đấy, vậy thì cái tình huống mở đầu như vừa nãy thầy nói là tính diện tích của một cái hình chữ nhật đó, được biểu thị một cạnh là m, một cạnh n đó, và khi nhân thì kết quả của nó cũng sẽ là một đa thức. Như vậy thì ở đây mình đã có này, tích của đơn thức với đa thức là đa thức, và đây tích của hai đa thức với nhau cũng lại là một đa thức nha.
Ok, giờ các em sẽ tự đọc cho thầy về cái ví dụ số 4. Đấy, nhân này. Như vậy biểu thức đã cho có dạng này A trừ B. Đúng không nào? Tức là toàn bộ cái này là A này, toàn bộ cái bên này là B này. Trong đó thì A bằng này, B bằng này. Vậy thì để cho nó dễ thì chúng ta nên tính riêng cái thằng A này trước, tính thằng B này trước, sau đó mình thực hiện. Đấy, A nhân B người ta làm nhá. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng nó để làm luyện tập 3. Các em nhớ phải đọc cái ví dụ trên nhá. Rồi, phải lấy tờ giấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái luyện tập 3. Luyện tập 3 người ta cho cái gì đây? Thực hiện các cái phép nhân. Luyện tập 3. Thực hiện phép nhân này, A này. 2x cộng với y nhân cho 4x mũ 2 trừ 2xy. Đúng không nào? Cộng cho gì? Cộng cho y mũ 2. Đấy, như vậy thì cái này là nhân đa thức với đa thức. Mình chỉ việc gì? Nhân nó vào thôi. Có gì khó khăn không? Có gì khó khăn ở thằng này không? Chả có gì khó khăn cả. Cứ thế mình thực hiện thôi. Đúng không? Đúng không? Vậy thì sẽ bằng từng hạng tử của đa thức này. Đa thức thứ nhất nhân cho đa thức thứ hai. 2x nhân cho gì? 4x mũ 2 trừ 2x nhân cho 2xy cộng 2x nhân cho y mũ 2. Được chưa? Rồi đến đây cộng hết hạng tử thứ hai, y nhân cho 4x mũ 2 trừ y nhân cho 2xy. Được chưa? Rồi cộng cho y nhân với y mũ 2. Được không? Được không? Kịp không? Đấy, làm rất chậm rãi nha. Bây giờ mình nhân vào này. 2 nhân với 4 là bằng 8. X nhân x mũ 2 là x mũ 3. Trừ 2 nhân với 2 là 4. X nhân với x là x mũ 2 y. Cộng nè. 2 đây không có này, 2 x y bình. X y bình. Được chưa? Rồi cộng nè. Y đây có không? Không có. Vậy thì đây sẽ là 4. 4 gì? X bình y. Đấy, ta nên viết là 4x bình y hay là yx bình cũng được đó. Yx bình trừ cho 2 này. Y nhân với y là y mũ 2 x. Được chưa? Cộng cho y nhân y mũ 2 là y mũ 3. Kịp không? Kịp không? Rồi bây giờ mình sẽ xem những thằng nào chung thì sẽ nhóm nó vào chuồng. Có chung không? Có chung không? X mũ 2y. X mũ 2y. X y mũ 2. X y mũ 2 đây. Rồi có nha. 8x mũ 3. Hai anh này nhóm với nhau. X mũ 2y đây. Được chưa? Nhóm với nhau này. Nhóm với nhau. Thì nếu đằng trước đấu trừ thì anh này phải đổi dấu 4x mũ 2y trừ cho 4x mũ 2y. Được chưa? Rồi giờ đến hai anh này. Được chưa? Được chưa? Đúng không? Rồi cộng cho 2x y mũ 2 trừ 2x y mũ 2 cộng cho y mũ 3. Ok. Rồi đây sẽ là 8x mũ 3 giữ nguyên. Hai anh này thì còn gì nữa đâu, đúng không? Trừ đi không? Trừ đi không? Cộng cho hai anh này cũng còn gì nữa đâu? Không, đúng không? Cộng cho y mũ 3. Đấy, như vậy kết quả sẽ là 8x mũ 3 cộng y mũ
3. Được chưa? Xong chưa nào? Xong nhá. Rồi người ta đang đục tường nha các em, nên nó kêu nhá. Rồi tương tự mình sẽ đến với câu B của luyện tập 3. X mũ 2 y mũ 2 trừ cho 3 nhân 3 cộng x mũ 2 y mũ 2. Đó. Vậy thì mình cũng lại lấy hạng tử nhân với anh kia thôi. Hạng tử thứ nhất x mũ 2 y mũ 2 nhân cho 3. Được chưa? Cộng x mũ 2 y mũ 2 nhân x mũ 2 y mũ 2. Được chưa? Trừ hạng tử thứ hai này. 3 nhân với 3. Được chưa? Cộng 3 nhân với x mũ 2 y mũ 2. Hết chưa? Rồi giờ các em nhân vào thôi. Đây sẽ là 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng x mũ 2 x mũ 2 là x mũ 4, y mũ 2 y mũ 2 là y mũ 4. Được chưa? Rồi trừ 3 nhân 3 là 9 cộng 3 x mũ 2 y mũ 2. Rồi bây giờ xem có thằng nào trùng 3 x mũ 2, 3 x mũ 2 đây nè. Đấy, hai thằng đó lại đưa nó vào một chuồng. 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng 3 x mũ 2 y mũ 2 cộng x mũ 4 y mũ 4 trừ cho 9. Hai này cộng vào, 3 cộng 3 là mấy? 6 x mũ 2 y mũ 2 cộng x mũ 4 y mũ 4 trừ đi cho 9. Được chưa? Chịu chưa nào? Ô văn kê nhá. Được chưa? Các em kiểm dò lại xem nào. Có bạn nào mà làm không được không đấy? Có bạn nào làm không được không nào? Dễ không? Khá là dễ dàng đúng không? Rồi ở cái phần thử thách to to này nè. Đấy, thì người ta yêu cầu mình thì mình sẽ phải xét từng cái biểu thức này đúng không em? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ xét cái biểu thức đại số với hai biến đó là KM sau. Giờ chúng ta sẽ làm là cậu A đúng không? Thử thách to. Đấy, thử thách này to đấy nha, đúng không? Rút gọn cái thằng P này đi. Được chưa? Vậy thì để rút gọn P này thì chúng ta sẽ xét này, một cái biểu thức này, biểu thức thứ hai này. Xét này, hay là ta có quỹ tùy các em nhá. 2k trừ 3 nhân cho 3m trừ đi 2. Thì bây giờ mình nhân vào này sẽ bằng cái gì đây? Sẽ bằng 2k nhân cho 3m. Được chưa? Trừ cho 2k nhân 2. Được chưa? Trừ cho 3 nhân 3m. Được chưa? Trừ cho 2 nhân với 3. Như vậy thằng này có phải nó bằng 6km trừ cho 4k trừ cho 9m trừ cho mấy? Trừ cho 6. Đúng không? 6k m trừ đi 4k trừ 9m. À đây là trừ với trừ thì đây phải là gì? Cộng 6 nha. Cộng 6. Rồi, sang biểu thức thứ hai này. Chúng ta lại xét này. 3k trừ đi 2 nhân cho 2m trừ đi 3. Rồi chúng ta nhân vào nhá, sẽ bằng này. 3k nhân 2, 3k nhân 2m trừ đi 3k nhân 3. Được chưa? Trừ cho 2 nhân với 2m. Được chưa? Rồi, trừ với trừ thì bằng cộng. Cộng cho 2 nhân với 3 thì có phải đây bằng mấy? Bằng 6 không? Tức là trừ 2 nhân với trừ 3.
đúng không? Trừ 2 nhân trừ 3 thì bằng 6. Đó. Vậy đến đây mình mới ghi là vậy thì P bằng, ta ghi lại cái biểu thức 1, biểu thức 2, 2K trừ 3 nhân cho 3M trừ đi 2. Này là nối bằng dấu gì? Dấu trừ đúng không? Trừ cho 3K trừ đi 2 nhân cho 2M trừ đi 3. Đấy, sẽ bằng này, các em ghi này ra. Vế này nhân lên được bao nhiêu đây? 6KM trừ đi 4K trừ đi 9M cộng 6. Đúng chưa? Rồi, đằng trước đây dấu gì? Dấu trừ. Mình nhân cái thằng này được mấy đây? Wow, cái này chưa nhân vào em ạ. Đây sẽ bằng gì? 6KM trừ đi 9K trừ đi 4M cộng 6. Được chưa? Trừ cho 6KM trừ 9K, đúng không? Trừ đi 9K trừ đi gì? Trừ đi 4M cộng 6. Rồi bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra. 6KM trừ đi 4K trừ đi 9M cộng cho 6 trừ đi 6KM, trừ thì thành cộng 9K, trừ thì thành cộng 4M, trừ thì thành cộng thì thành trừ. Được chưa? Đấy, như vậy bây giờ mình mới nhóm vào KM, KM đây. 6KM trừ cho 6KM. Ok. Cộng cho này, đây có 4 này, đây có 9 này. Đấy, vậy thì đây là cộng cho đây là 4 đúng không? Thì ở đây là 4 thì chúng ta phải đưa cái dấu trừ cho thằng này. Đúng không? Hoặc là gì, chúng ta lấy 9 đằng trước cũng được. Cộng cho 9K trừ đi 4, 4K. Đấy cũng được, không có sai nhá. Được không? Được không? Chỗ này hiểu không? Hiểu không? Rồi đây có 9M, đây có mấy? 4M. Thì cũng tương tự như vậy, ở đây các em cộng. Cộng cho gì? Cộng cho 9M trừ đi 4M. Đó. Rồi, và đây chúng ta là gì? Cộng 6 với trừ 6 nhóm vào, cộng 6 trừ 6. Như vậy thằng này còn gì nữa đâu, đúng không? Sẽ còn đây là mấy? 5K cộng 9 trừ 4 bằng 5M, 5K cộng 5M, anh này hết. Rồi, đẹp rồi, đây 5K trừ đi 5M, thì có phải mình sẽ đặt 5 ra, trong này sẽ còn K cộng M. Vậy thì đến đây mình sẽ kết luận được, vậy thì P sẽ bằng 5 nhân K cộng M. Ô văn kê. Được chưa, được chưa? Rồi, câu B thì yêu cầu gì? Chứng minh tại mọi giá trị nguyên của K và M, giá trị của biểu thức P luôn là một số nguyên chia hết cho 5. Ghê quá nhỉ. Như vậy thì ở đây các em sẽ thấy điều gì này? Lớp 6 học rồi này. Khi một tích dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 6 đó, các em nhớ không? Đấy, khi mà một tích mà chia hết cho một số thì gì? Khi một số cho một tích mà chia hết cho một số thì chắc chắn cái tích đó nó sẽ chia hết, đúng không? Đấy, ví dụ như là gì? 2 nhân với 4, đúng không? Đây là một tích. Thì mình sẽ thấy này, 2 đây này, nó là một số chia hết cho 2 chẳng hạn. Vậy thì suy ra này, 2 nhân với 4 nó cũng phải chia hết được cho 2. Hiểu này không? Hiểu này không? 2 nhân 4 có phải là 8 không? 8 có chia cho 2 không? Được. Vậy thì ở đây mình thấy này, vì này, vì P bằng 5 nhân cho K cộng M, có điều gì đây? Có số 5 đây này, là một số là gì? Lúc nào cũng chia hết cho 5, đúng không? 5 lúc nào cũng phải chia hết cho 5. Nên đừng đứa nào nói đây là dấu gì nhá. Nên là cái tích này này, 5 nhân với K cộng M cũng sẽ chia hết cho 5. Với mọi gì? Với mọi giá trị là nguyên. Được chưa?
với mọi, ghi lại thôi, giá trị nguyên của K và M. Đấy, mọi giá trị nguyên của gì? Của K và M. Như vậy đây chính là đạp phải con mèo. Ok. Rồi, cái bài này khá là dài lê thê đấy các bạn, không có đơn giản đâu. Được chưa? Mà anh gọi là thử thách to nên thầy ghi thử thách to chứ không phải thử thách nhỏ nữa nhá. Rồi, và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho thật là nhiều các bạn nhá.